Và ngày hôm nay là tôi sẽ là hướng dẫn các bạn đó cách chế tạo mầm cây là vô hạn luôn, là để chúng ta là mở hộp việc nhận kim cương nha các bạn ơi. Và cái cách này là mình thấy ở trên TikTok đó có một bạn hướng dẫn rồi, nên mình sẽ là hướng dẫn lại cho tất cả mọi người. Và nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì hãy nhớ cho mình được like, đăng ký kênh nha. Và đầu tiên các bạn sẽ là mua cho mình đó 30 cái bột mì nha. Nói chung là các bạn mua càng nhiều càng tốt đó, tại cái này là chế rất là nhiều mầm luôn. Cái này mình mua tượng trưng là 30 cái thôi nha. Đó, mỗi thứ là 30 cái thôi. Tiếp theo là các bạn sẽ là qua cái quầy đường này. Đó, mua cũng là 30 cái đường luôn. Rồi, ok. Và tiếp theo thì là chúng ta sẽ là tới cái quầy là trước mặt luôn. Đó, cái quầy chỗ này nè. Sẽ là mua khoảng là 30 cái bơ nữa nha. Đó, mua 30 cái nè các bạn ơi. Rồi. Và các bạn sẽ là qua bên cái quầy bên cạnh này luôn. Mua cho mình là 30 ký đường. Đó, mua 3 lần nha các bạn. Và bạn này mà muốn nhận nhiều mầm thì các bạn có thể là mua nhiều những cái nguyên vật liệu này nha. Đó, còn cái này là mình hướng dẫn là mình sẽ là mua khoảng là 30 cái thôi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ ra cái quầy ở ngoài phía cổng này. Mua cho mình là 30 cái quẻ trứng này. Đó, nhớ là mua cái trứng gà nha, đừng có mua trứng đại điểu nha các bạn. Rồi xong, và như vậy là mình đã tìm hết các nguyên liệu. Bây giờ thì chúng ta sẽ ra cái ngoài xưởng chế tác. Đó, để chúng ta chế tạo một cái món đồ có rất là nhiều mầm nha mọi người ơi. Đó, cái món đồ này rất là lợi luôn, rất là nhiều mầm. Đó chính là một cái đây các bạn ơi. Đó, trồng vỏ kim ốc quế đây. Mà mấy cái này mua rất là rẻ mọi người ơi. Đó, không có tốn bao nhiêu tiền sale hết. Nhưng mà đổi lại là mầm rất là nhiều nha. Đó, mỗi cái là khoảng là 15 mầm nha các bạn. Và mình sẽ là xem quảng cáo nha. Đó, để tua nhanh qua nha mọi người ơi. Tại là mình đang sử dụng cái ạc phụ của mình. Đó, hôm nay tôi không có dùng ạc chính để hướng dẫn đâu các bạn. Và mình đã chế tạo xong là tất cả các vỏ kim rồi. Và bây giờ thì mình sẽ là vô cái phần là tái chế hết mấy cái vỏ kim này nha. Để xem là chúng ta sẽ là nhận là bao nhiêu cái mầm cây. Và mình cũng đã xong cái phần thưởng đó, thành tích là các bạn ơi. Đó, thấy chưa, sướng chưa, cái mục là chế tạo nữa nè. Và các bạn có thể là chế tạo ở trong cái đây để nhận thêm là khoảng hơn gần 200 kim cương nha mọi người. Đó, xong cái level luôn nè. Đó, nhiều kim cương chưa các bạn. Và mình sẽ là thử tái chế đó 6 cái chồng vỏ kim này, xem là mình là nhận được bao nhiêu mầm nha các bạn. Rồi 6 cái là được 90 mầm nè mọi người. Rồi quá là đẻ luôn nha. Đó, mới là chế tạo 6 cái là được 90 mầm luôn kìa. Và các bạn nào có nhiều thời gian á, đó các bạn có thể là chế tạo nhiều cái chồng vỏ kim này và nhận rất là nhiều mầm nha. Còn cái này là mình hướng dẫn đó, mình chế tạo sơ sơ thôi các bạn ơi. Đó, được là 97 mầm là chúng ta sẽ là vô đây đặt hộp vịt để nhận kim cương nha. Còn là nhận bao nhiêu kim cương thì tùy vào nhân phẩm của anh em. Rồi, được một đế quý nè các bạn ơi. Đó, Sukana rồi, nhân phẩm nó không có rồi. Đó, 1000 tiền sao nè. Đó, lời rồi các bạn ơi, lời lại rồi. Đó, hai viên đế quý nè các bạn. Ok. Và các bạn có thể áp dụng cái cách này của mình đó để chế tạo là các chồng vỏ kim nhận mầm nha. Để các bạn là đi đổi hộp vịt hoặc là các bạn là đổi cái khinh khí cầu 1000 mầm đó mọi người. A few moments later. Rồi, và cái phần tiếp theo này là mình sẽ cho các bạn xem đó một ngày trong game của mình. Khi là mình vào game đó thì mình sẽ nhận là tối đa là bao nhiêu kim cương. Và cái cách nhận kim cương của mình ở trong game là như thế nào đó cho một ngày vào game nha các bạn. Ok, và cái kim cương hiện tại của mình là 414. Đó, và cái đầu tiên khi là mình vào game thì mình sẽ là chết hộp thư. Đó, và xem cái phần quệ đăng nhập hàng ngày nó cho cái gì nha. Wow, thì cái code thông quan mình nhập là các bạn. Các bạn nào mà chưa nhập vào các mã coupon này đó, các mã coupon hè thì các bạn xem cái video trước nha. Đó, mình đã có chỉ các mã code rồi. Và các mã code này nó có giới hạn số lượng nha. Nên là các bạn nếu mà nhanh tay nhập đó thì sẽ là vẫn còn. Còn các bạn nào mà chậm nhập chậm á, đó thì có thể là hết hạn nha các bạn ơi. Rồi, và mình sẽ là thử đó, hở hộp tiền sao. Wow, 1001 tiền sao nè. Đó, tiếp tục một hộp tiền sao may mắn nữa. Rồi, đầu ngày nhận nhiều tiền sao và hộp kim cương ghê các bạn ơi. Rồi, một hộp đá quý nè, may mắn nè các bạn. Để xem là bao nhiêu viên đá quý nha. Wow, 77 viên đá quý các bạn ơi. U là trời. Oh my chuối. Cũng đã lâu lắm rồi mình mới nhận được 77 kim cương trong cái hộp đá quý may mắn này. Và cái hộp tiếp theo là 8 đá quý nha các bạn ơi.
Và như vậy là đầu ngày mình đã nhận là tổng cộng là 85 viên đá quý đó các bạn ơi. Và cái số đá quý hiện tại của mình đã tăng lên là 499 viên đá quý rồi nha. Wow, rất là nhiều. Và cái cách tiếp theo của mình đó, ngày hôm nay chúng ta có cái khối VIP mới đó, mùa EG thành phố đó, thì mình sẽ là giới thiệu sơ qua nha. Rồi mình sẽ là hướng dẫn các bạn tiếp đó, cách nhận kim cương của mình. Thì cái gói này đặc biệt đó chính là chúng ta sẽ là có hai cái bộ đồ đó và một cái chiếc mô tô màu xanh lá, tốc độ sẽ là 5 chấm nha các bạn ơi. Đó, một cái gói VIP rất là đặc biệt từ trước đến nay. Đó chính là sẽ là không có đồ nội thất. Có chứ mọi người, có một cái chú gấu VIP. Đó, và toàn bộ là đồ hết nha các bạn ơi. Đó, quần áo không à, giày dép, nón. Đó, và mình là chưa có nhận VIP từ cái nhà phát hành. Chắc là ngày mai hoặc là ngày mốt đó thì mình là mới nhận cái VIP từ nhà phát hành được. Tại thường thường là nhà phát hành gửi chậm cho mình lắm các bạn ơi. Khổ là 1-2 ngày thì là nhà phát hành mới gửi là VIP cho mình được. Đó, người ta là đã dùng VIP trước rồi thì là cuối cùng mình mới nhận sau nha các bạn. Đó, nói chung là mình hơi bị là quê mùa. Ok, và cách tiếp theo để mình là nhận kim cương trong ngày của mình đó chính là mở cái hộp vịt nha các bạn. Cái mầm của mình rất là nhiều. Đó, 3.800 mầm rồi các bạn ơi. Thì mình sẽ là cách kim cương ở trong cái hộp vịt này nữa. Rồi để xem là mình mở được bao nhiêu mầm nha. Đó, ngày hôm nay thấy rất là may mắn nè. 5 viên đá quý nè các bạn ơi. Ồ là chờ rất là nhiều nha. Đó, 3 viên đá quý nè. Ngày xưa thì nhận rất là nhiều đá quý nha các bạn. Bây giờ đá quý nó ít lại lắm mọi người. Ngày xưa tôi mở một lần là 10 đá quý này, 20 viên đá quý nè các bạn. Bây giờ thì game nó fit cái tỷ lệ ra đá quý ít lắm các bạn ơi. Đó, tiếp theo thì mình sẽ là nhận thêm là một viên đá quý ở trong này nữa. Đó, rồi tiếp theo các bạn ơi, nhận đá quý ở trong cái miễn phí nè. Đó, giá tốt mỗi ngày nè. Đó, số đá quý của mình là tăng lên là 515 rồi các bạn ơi. Và nãy giờ nhận nhiều quá mình cũng không biết là mình đã nhận là bao nhiêu cái viên kim cương đá quý rồi. Rồi chắc là để cuối cái video mình sẽ là tổng hợp lại nha. Đó là trong ngày hôm nay là mình nhận là tất cả là bao nhiêu nha. Rồi thêm một cái phần nhỏ rất là nhiều kim cương nè. Đó, nhận là 10 viên kim cương nè các bạn ơi. Sướng chưa, 25 kim cương nữa nè. Đó, đầu ngày là mình vô nhận rất là nhiều kim cương luôn. Ôi trời ơi. Rồi số kim cương của mình là tăng lên là 553 kim cương rồi nha. Thì mình là một người chơi hệ kè chay nha các bạn. Đó, thì mình sẽ là tìm kiếm những cái cách nào mà có kim cương nhiều nhất. Đó, thì tôi sẽ là cái tìm cách đó. Và mình sẽ là mở mấy cái hộp miễn phí này. Đó, để mình nhận thêm kim cương nha. Tuy cái tỷ lệ nó rất là thấp nhưng mà có cần hơn không nha các bạn ơi. Rồi mở hộp kem luôn để coi có ra cái nón kem hay không nha. Rồi không có rồi. Đó, mở hộp bịt mắt này thì chúng ta cũng sẽ là có thêm mà các viên kim cương nữa. Nhưng mà cái tỷ lệ nó rất thấp các bạn ơi. Đó, nhưng mà hàng free mà. Đó, mình là thợ cày chay. Hàng free thì mình sẽ dùng nha. Rồi, như vậy là không có kim cương rồi. Rồi, về cách tiếp theo để nhận kim cương nữa. Đó, mà cái cách này mà tôi cũng ít sử dụng đó các bạn ơi. Đó chính là gieo hạt, đó, trồng cây nè mọi người. Và theo mình các bạn là cái trồng cái loại cây cây bao bếp đó mọi người. Đó, cái cây là 2 kim cương nha các bạn. Các bạn đừng trồng cái cây là 3 kim cương 2 ngày. Đó, các bạn trồng cái loại này một ngày được 2 kim cương nè các bạn ơi. Cái này nếu mà tính ra 2 ngày đó các bạn thu hoạch thì các bạn sẽ được là 12 viên kim cương nha. Còn các bạn nào mà trồng cây thông đó thì nó sẽ là 3 viên kim cương nhưng mà 2 ngày thì mới thu hoạch được. Đó, nhưng mà thu hoạch thì được có 9 viên kim cương rồi các bạn ơi. Đó thì nó không có lời bao nhiêu hết. Đó thì mình khuyên các bạn là nên trồng cái cây bao bếp nha. Ok. Thì các bạn sẽ là trồng là tối đa một ngày là 3 cây. Đó. Thì các bạn cũng ở đâu đó xin vào xin chữ ký của tôi rồi, tranh thủ là ký cho bạn nè, rồi mình sẽ là tiếp tục là hướng dẫn các bạn. Ok. Rồi thì một cách là nhận kim cương hàng ngày của mình nữa đó là mình sẽ là vào trong cái khu camping này đó để mình là nhận thêm một cái một cái viên kim cương nha các bạn ơi. Đó, từ cái ông Guru này. Đây là một cách là nhận kim cương mới trong cái phiên bản cập nhật đó vừa rồi. Thì chúng ta sẽ là tưới cây nhận một viên kim cương. Nói chung là cái tuy là một viên kim cương nhưng mà rất là quý giá đối với người chơi hệ cày chay. Đó, một viên cũng là rất là quý nha các bạn, tích tiểu thành đại nha. Và cái số kim cương của mình là 554 rồi. Và các bạn có thể là nhận thêm kim cương ở trong cái gói VIP này nữa. Đó, có rất là nhiều kim cương. Hoặc là các bạn nhận thêm là các thẻ sự kiện nè. Đó, cái phần quà đăng nhập hàng ngày của các sự kiện. Đó, để tích thêm là các kim cương nha mọi người ơi. Đó, thì là mấy cái này là cũng đã nhận hết rồi. Và cái cách tiếp theo đó, cũng là cho dân cày chay. Và hàng ngày là tôi cũng nhận đó chính là ở trong ngân hàng là Kukobin nè các bạn ơi. Rồi đó, các bạn nào hay quên cái đăng nhập hàng ngày trong cái ngân hàng này không mọi người?
Đó, nhắc cho các bạn nhớ nha. Chân kề chay không thế mà quên được cái ngân hàng này nha. Đó, chúng ta sẽ là nhận được 20 kim cương và thêm là 2.000 tiền sao. Đó, khi là hoàn thành đủ là 15 ngày đó đi đóng tiền thế nha các bạn. Đó, đi đóng tiền tiết kiệm chứ mọi người. Đó, 15 ngày được là 20 viên kim cương nè. Mình mới là được 2 ngày rồi. Nói chung là đợi rất là lâu luôn. Đó, 15 ngày thì chúng ta mới là nhận được 20 viên đá quý và 2.000 tiền sao. Và tôi là mong mong sao cho game cập nhật đã rút ngắn cái thời gian đi gửi tiền tiết kiệm đi. Đó, 15 ngày xuống còn là 7 ngày đi. Rồi, như vậy là mình để cho các bạn xem là một ngày là nhận kim cương của mình đã ở trong game Play Together sẽ là bao nhiêu rồi. Thì lúc đầu video là mình đã có là 414 đá quý. Đó, và sau là khoảng là một cái thời gian mình đi nhận các viên kim cương thì cái số là đá quý của mình tăng lên là 554. Đó, nếu mà trừ ra thì được mình được là 140 viên đá quý trong ngày hôm nay rồi nha các bạn ơi. Wow, một cái số đá quý rất là nhiều nha. Còn các bạn nhận bao nhiêu viên đá quý trong một ngày đó thì đã comment dưới video này cho mình biết. Ok, và như vậy là cái video của mình nó đang kết thúc nha các bạn. Và xin chào các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da!